Chào quý anh chị, quay trở lại với kênh bất động sản của Ngọc Linh Lan. Hôm nay sẽ là một phân khúc giá rẻ tại dự án Cát Tường Phú Sinh. Linh đang đứng tại khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, con đường N20 ở ngay tại dự án Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì ngay tại vị trí Linh đứng đây đang có một nền đất 4x12 với giá bán khá là rẻ, phù hợp với lại tầm tiền ít của quý anh chị mong muốn tìm một nền đất có pháp lý đầy đủ, sổ hồng đầy đủ và nằm ở trong một khu dân cư sạch sẽ, an ninh, yên tĩnh. Thì ở ngay ở bên trước mặt quý anh chị đây, ở phía bên này chúng ta có một nền đất 4x12 quý anh chị, 4x12 ở ngay tại vị trí từ cái cây đây quý anh chị đi về bên hướng này là 4m nè. Ngay tại khu vực này hiện nay dân cư khá là đông, anh sẽ quay xung quanh cho quý anh chị xem trước khi quay thực tế vào nền đất. Con đường phía trước của chúng ta là con đường N20 nhé quý anh chị. Đây là con đường N20 đây quý anh chị, có thể thấy là khu này hiện nay dân cư ở tập trung khá là đông rồi. Con đường trước mặt quý anh chị, con đường này là con đường N20. Cái lốc đất của chúng ta, cái nền đất của chúng ta là cái nền phía trước đây này quý anh chị, cái nền phía trước đây nè. Phía xung quanh đây quý anh chị có thể thấy là bên trái của chúng ta bên này dân cư ở rất là đông full rồi, bên tay phải hiện nay cùng với lốc đất của chúng ta nó có khoảng tầm 8-9 căn nhà ở bên này, đấy, nguyên tuyến đường đấy quý anh chị. Thì ở ngay vị trí này đây là một con đường thông thoáng nhé quý anh chị, đường thông thoáng. Con đường này là con đường song song với là con đường trục TC5 cũng như là được trục bờ kênh KT11 của dự án Cát Tường Phú Sinh này, ba con đường song song với nhau. Vị trí nó rất là tuyệt vời cho quý anh chị mua về ở, sau này có nhu cầu về kinh doanh thì những tuyến đường như thế này chúng ta buôn bán kinh doanh nó cũng rất là thuận tiện. Phía dưới đuôi này quý anh chị đi xuống khoảng tầm chưa tới 100m, chúng ta có công viên nhỏ ở dưới này, và ở phía sau lưng của chúng ta cũng có một công viên nữa. Sau lưng của chúng ta có công viên là công viên Nhật Bản quý anh chị. Ở phía sau này quý anh chị có thể thấy, sẽ zoom lại cho quý anh chị xem sơ nè. Đó, ở phía trước đây là một công viên này. Công viên có nhà thủy tạ, có hồ cá ở phía trước này rất là đẹp cho quý anh chị. Và nền đất là nền ngay tại vị trí Linh đang đứng đây, Linh sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem thêm. Đây, từ cái mí cây này có cột ranh đây quý anh chị, đi qua bên tay trái của chúng ta 4m, ở bên này có cột bê tông đi ra phía sau đụng với bên tay trái sẽ đụng với mép nhà bên này, và bên tay phải này là đi xuống dưới này là 12m này quý anh chị. Đất hiện nay cũng săn lấp khá là bằng phẳng nên quý anh chị mua có thể về xây dựng ngay được, và cũng đỡ tốn thêm cái công săn lấp, và dân cư khá là nhiều, và đất đã có sổ hồng 100%, diện tích là 4x12, giá đang bán là 1.030.000.000 nhé quý anh chị, 1.030.000.000 bao toàn bộ thuế phí giấy tờ cho quý anh chị luôn. Đây là nền đất của chúng ta, quý anh chị có thể xem lại thêm một lần nữa trước khi Linh kết thúc video. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.